bạn đã có một cái khuôn mặt khá là cân đối, hài hòa, nhưng mà khuyết điểm của bạn là bạn có một đôi mắt khá buồn, bị bực do mở mắt và đôi mắt làm cho bạn buồn hơn và già hơn so với tuổi của mình. Thì đối với đôi mắt này, bác sĩ đã tư vấn cho bạn là bấm mí vĩnh viễn kết hợp với lại lấy phần mỡ thừa ở mắt, giúp cho mắt đỡ bị bực hơn và tươi hơn. Mọi người thấy như thế nào ạ? Đôi mắt rất là tươi, có hồn hơn và cảm giác như lúc nào là đôi mắt này cũng đang cười, đúng không ạ? Phần vỏ mắt đã được giải quyết và hướng đôi mắt đi lên, tạo cái nếp mí đôi phượng rất là tươi, rất là đẹp. Ta tin rằng cũng ba la linh hóa ra.